Trên đây là câu chuyện ở ngoài hành tinh kể về lịch sử thiên hà của chúng ta. Trong một lần lái phi thuyền bay qua vịnh Mexico, phi thuyền của cô gặp nạn. Cô đến từ một xã hội văn minh cổ lão và xa xôi ở ngoài không gian, được gọi là The Domain, hay đồng lãnh địa. Đồng lãnh địa quản lý vô lượng các tinh hệ, bao phủ 1/4 toàn bộ vũ trụ hữu hình và đã tồn tại hàng nghìn tỷ năm. Khoảng 10.000 năm trước, quân viễn chinh của đồng lãnh địa bắt đầu đến thăm giải ngân hà. IZL là một trong những sĩ quan với nhiều vai trò, một phi hành gia và cũng là một công trình sư. Nhiệm vụ phi hành lần này của họ là điều tra vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân diễn ra ở New Mexico. Đây rất có khả năng là khu White Sands Proving Ground, cách Roswell 117 dặm. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1945, quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới đã được kích nổ tại đây. IZL cho biết bản thân chân chính của cô tồn tại ở phương thức linh hồn. Khi thực hiện các nhiệm vụ trong không gian, cô và các đồng sự khác sẽ cư ngụ trong cái thân thể kiểu xám nhân này. Những cái thân thể giống như thế nhân này được chế tác bằng vật liệu do nhân công tổng hợp thành. Nó sẽ tiến hành phối hợp với một vị phi hành gia đặc định bằng một chuỗi sóng điện tử đặc định. Tần số của mỗi một loại sóng điện tử và mỗi một thân thể của thế nhân là độc nhất vô nhị, cũng giống như thể không có dấu vân tay của hai người nào giống hệt nhau vậy. Vậy thì họ làm thế nào để thao tác phi thuyền vũ trụ? Phương thức thiết kế của phi thuyền và thế nhân rất tương hợp và cũng căn cứ vào đoạn tần số của mỗi vị phi hành viên mà được điều chỉnh đặc biệt. Nhờ đó, phi thuyền có thể do phi hành viên dùng ý niệm để thao tác. Vì vậy, dù trên phi thuyền không có các thiết bị điều khiển hay định vị phức tạp, nhưng vận hành lại vô cùng đơn giản và linh hoạt. Tuy nhiên, lúc đó một tia sét đã đánh trúng phi thuyền, dẫn đến chập mạch điện. Việc mất điện khiến kết nối không dây giữa phi thuyền và phi hành viên bị cắt ngay lập tức, giống như cơ thể và bộ não bị mất liên lạc. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Đương nhiên, anh ta sẽ mất thăng bằng và đập đầu xuống đất. Do đó, công nghệ cao này cũng có những điểm yếu nhất định. Nó sẽ không hoạt động nếu không có điện. IZL tiếp tục nói rằng, cô đã đến khu vực không gian nơi địa cầu tồn tại từ hàng ngàn năm trước. Ngôn ngữ địa cầu lần trước cô thông thạo là tiếng Phạn của Ấn Độ vào năm 5965 trước công nguyên, tức là gần 8.000 năm trước. Lúc đó, cứ địa của đồng lãnh địa trên dãy Himalaya bị tổn thất, tất cả quan viên trong doanh trại đã biến mất chỉ trong một đêm, và căn cứ bị phá hủy. Tôi tin chắc rằng tất cả các sinh vật có ý thức đều là sinh mệnh có tinh thần bất tử, trong đó bao gồm cả con người. IZL gọi chủng sinh mệnh tồn tại dưới hình thức linh hồn là ISB, cho rằng linh hồn không sinh ra cũng không chết đi, mỗi linh hồn là tuyệt đối độc nhất vô nhị và không thể sao chép. Theo lời của IZL, cô đã tồn tại được vô số năm. Hàng triệu năm trước, cô tại đồng lãnh địa được đào tạo thành nhân viên nghiên cứu, đánh giá dữ liệu và phát triển chương trình. Vì có những kinh nghiệm kỹ thuật này, cô đã trở thành một trong những thành viên của đội tìm kiếm được phái đến trái đất để tra hỏi những cư dân gần chân núi Himalaya xem chuyện gì đã xảy ra. Bằng cách này, IZL đã học được tiếng Phạn. Do đó, nhiều người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy phi hành cơ xuất hiện ở khu vực đó. Họ gọi nó là Vimaner. Vimaner là một UFO. Ba cuốn sách tiếng Phạn cổ điển ở Ấn Độ đều có mô tả về Vimaner. Nó được dùng để chỉ phi hành cơ siêu tốc ở Ấn Độ cổ đại. Ví dụ, King Vedas từng miêu tả chi tiết về Vimaner. Một số học giả đã dịch nó sang ngôn ngữ hiện đại rằng một phi thuyền sử dụng lửa và nước nhanh chóng phi nhập vào không gian. Nó chứa 12 trụ, một bánh xe, 3 khí cơ, 300 trục và 60 dụng cụ. Điều này nghe có giống một chiếc máy bay công nghệ cao hiện đại không? Trong một di tích Ấn Độ vào năm 1875, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một bản thảo viết tay có tiêu đề Vaimukhashastra, tiếng Phạn có nghĩa là từ biển bách khoa cơ khí. Sau khi trải qua chấp định, đã xác thực rằng nó được viết bởi Bharat Vari, một nhà hiền triết của Ấn Độ cổ đại hơn 3.000 năm trước, trong đó có chứa những ghi chép chi tiết về phi hành cơ Vimaner. Trong nội dung bản thảo này có thuyết minh chi tiết về cấu tạo của phi hành cơ, đồng phục, chế độ ăn uống của phi hành viên, sự thích ứng với môi trường bay, thậm chí còn mô tả tính năng chống sét, tính năng tàng hình, tính năng chống bão, giám sát từ xa, ngụy trang chủ động và vũ khí tấn công, tính năng chống cháy, chống hạn. Nếu những gì ngoại tinh nhân IZL nói là sự thật, thì liệu Vimaner được ghi lại vào thời cổ đại ở Ấn Độ có phải là đĩa bay do người ngoài hành tinh lái không? Một số khám phá trong khảo cổ học dường như xác nhận điều này. Năm 2016, tờ Daily Mail và Mirror của Anh đều đăng tải một thông tin như vậy, rằng vào năm 1973, một khối kim loại hình cái nêm với hàm lượng nhôm lên tới 90% đã được phát hiện ở Romania. Các nhà khảo cổ xác định niên đại của nó xấp xỉ 25 vạn năm. Tuy nhiên, quá trình nấu chảy nhôm đòi hỏi nhiệt độ cao hàng nghìn độ C và các sản phẩm nhôm kim loại hiện đại chỉ bắt đầu xuất hiện cách đây 200 năm. 25 vạn năm trước có người ư? Ngay cả khi có con người, làm thế nào con người tiền sử có thể có trình độ công nghệ cao đến như vậy? Điều đáng ngạc nhiên hơn là một số kỹ sư máy bay cho rằng rất có thể đây là bộ phận hạ cánh của phi hành cơ. Đây có phải là một phần của phi hành cơ Vimaner trong truyền thuyết? Trên thực tế, cho tới cận đại, với việc phát minh ra máy bay là điều rất bình thường.
nhiều nhà khoa học đã bắt đầu chứng minh khả năng Dreamliner là một loại máy bay công nghệ cao cổ đại, nhưng liệu nó có phải là phi thuyền của người ngoài hành tinh hay là một kiệt tác của nền văn minh tiền sử thì vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Khối kim loại này hiện được đặt trong bảo tàng lịch sử ở Romania. IRL từng nói những sinh mệnh có trí huệ như cô ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Vậy thì ai đã tấn công cứ địa quân sự Himalayas của đồng lãnh địa, và giữa hai nền văn minh có vướng mắc gì? Mời các bạn xem tiếp phần sau nhé.